Tập 20. Sếp Trần, hẹn với mấy công ty liền mà không bên nào đồng ý gặp chúng ta hết. Cứ như họ bàn từ trước rồi đó, đều không muốn gặp hay sao? Có khi nào họ biết chúng ta muốn điều tra sổ sách hay không? Có khả năng. Họ càng như vậy tôi càng cảm thấy họ chột dạ. Nhưng mà lạ thật, sao tin này lại truyền nhanh như vậy chứ? Đúng vậy. Alo, tổng giám đốc. Là thế này, tôi hy vọng cô ấy có thể ở lại phòng kinh doanh hợp tác với tôi một thời gian nữa. Vậy thì mong các phòng ban phối hợp với nhau cho. Dù gì đây cũng là lợi ích của công ty. Tổng giám đốc, anh nghe tôi nói. Phải, tôi biết. Vậy thế này đi, bây giờ tôi lên. Tổng giám đốc, Kasey tìm thẳng tổng giám đốc, yêu cầu em về phòng nhân sự. Anh không nói với anh ấy tôi cần giúp phòng kinh doanh kiểm tra sổ sách sao? Nói rồi nhưng vô dụng thôi. Anh ấy nói không nên chiếm dụng nguồn nhân lực giữa các phòng ban. Rốt cuộc tổng giám đốc có ý gì đây? Anh ấy còn muốn kiểm tra nữa hay không đây? Em xem, anh còn chưa nói xong anh ấy đã tắt máy rồi. Cứ như thế này, sau này SH còn hoạt động nữa hay không đây? Chị Lạp Lạp, chị Lạp Lạp về rồi. Chị Lạp Lạp về rồi. Xin chào, về rồi. Giám đốc, chị Lạp Lạp là đại tướng của phòng nhân sự chúng ta, là tôi cướp về từ phòng kinh doanh đấy. Vỗ tay cho chị Lạp Lạp nào. Không cần, không cần đâu. Mời ngồi. Hôm nay nhân cơ hội này, tôi nói luôn về vấn đề quản lý của phòng chúng ta. Mọi người nghe cho rõ đây. Tất cả mọi người đều là người của phòng nhân sự tôi. Ngày nào các bạn là người của phòng nhân sự tôi thì liệu mà tập trung làm việc ở đây đi. Đừng muốn đi đâu là đi đó. Có câu này khá là hay, gọi là thông minh là biết thân phận. Treo càng cao, ngã càng đau. Đã hiểu hết chưa? Hiểu rồi. Chị Lạp Lạp, vất vả rồi. Treo càng cao, ngã càng đau. Thật sao? Nó mang thai rồi sao? Vâng ạ. Từ khi nào vậy? Mẹ, sao biết được thế? Bây giờ vẫn chưa nhìn ra đâu. Que thử thai có hai vạch đỏ. Trời ơi! Mẹ à, mẹ vui ấy mà. Cảm ơn. Mẹ sắp có em bé rồi. Mẹ, mẹ. Là con mà mẹ. Mẹ, là con. Để mẹ xem nào, cho mẹ xem. Vẫn chưa thấy được đâu mẹ. Tiểu Vĩ à, con giỏi quá. Lạp Lạp, con quá giỏi luôn đó. Mẹ cảm ơn con, mẹ cảm ơn. Không có gì đâu mẹ. Không có gì đâu, được rồi, được rồi. Từ nay trở về sau, con không cần làm gì hết. Bây giờ con là đối tượng bảo vệ cấp 1 của nhà ta. Sau khi về nhà, con chỉ cần lo hai chữ, nghỉ ngơi. Không đâu mẹ, mẹ nấu ba bữa cho. Có chuyện gì tìm Tiểu Vĩ. Con không được ăn đồ ăn bên ngoài. Để mẹ đưa cơm đến cho con. Không cần đâu mẹ.
phiền quá đi. Không cần cầu kỳ như vậy đâu. Con không cầu kỳ thì được thôi. Nhưng mà cháu trai sao có thể qua loa được? Chưa chắc là nam hay nữ mà mẹ. Đúng vậy, dù là nam hay nữ, chỉ cần là bé con thì mẹ thích hết. Thế là cháu con thì sao? Hai đứa không lừa mẹ chứ? Mang thai thật chứ? Dân đúng mà mẹ. Được, bây giờ phải bổ sung acid folic. Mẹ không sao chứ? Rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Đúng là mẹ quý nhờ con. Tiểu vĩ tử, mẹ vốn chỉ đã quý rồi mà. Có điều nói đi vẫn phải nói lại, em bé đến quá đúng lúc. Anh không biết em áp lực như nào đâu. Em áp lực lắm, áp lực, áp lực, áp lực. Lạp lạp. Nào nào nào, acid folic đến rồi. Acid folic đến rồi. Mẹ nhanh vậy hay sao? Mau ăn đi, trong kiwi có rất nhiều acid folic. Chất dinh dưỡng thai phụ cần bổ sung nhất là acid folic đó. Dân à, không phải là vitamin C sao? Trong này có chứa nhiều vitamin C lắm. Vitamin C cũng rất quan trọng. Có chua không? Chua lắm. Là con mua đó. Không biết chọn quả ngọt mà mua. Ăn thêm vài miếng nữa đi. Ăn thêm vài miếng. Mẹ muốn nhìn con ăn hết cái đĩa này sao? Mẹ quan tâm em mà. Lạp lạp, cô có thai rồi hay sao? Ôm một cái nha. Xin dừng mai một chút chứ gì. Đúng vậy, coi như mẹ được như ý rồi. Như vậy thì chị có thể an tâm mà đi rồi. Đi. Đi đâu vậy? Vừa xác nhận xong, đến Singapore đào tạo. Là đào tạo quản lý cấp cao khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đổi thành cô đi rồi hay sao? 2 năm đấy, 2 năm thì sao? Chưa biết chừng, chỉ đi một thời gian ngắn là có thể về rồi. Biểu cảm của anh là sao vậy hả Trương Tư Nguyên? Tôi đi đào tạo có phải đi chết đâu. Lily à, vậy thì chúng ta không được gặp nhau sao? Không gặp thì không gặp thôi. Cô lòng dạ sắt đá thật đấy. Lòng dạ sắt đá gì chứ? Nghiêm trọng vậy sao? Hơn nữa, bây giờ là thời đại internet, chúng ta có thể video call với nhau. Cô bắt tôi phải nhìn màn hình suốt hay sao? Như vậy sao? Có phải là người thật đâu? Không nhìn được, không chạm được. Cái gì cơ? Gì mà không chạm được cơ hả? Anh nói gì vậy? Chú ý ăn nói vào đó. Lị, ý của tôi nói, Vương Lị, cô quá đáng thật đấy. Chuyện đào tạo khu vực châu Á Thái Bình Dương này chắc chắn không phải mới được công bố. Cô đăng ký từ lâu rồi đúng hay không? Cô giấu giỏi thật đó. Bây giờ mới nói cho chúng tôi biết. Cô coi chúng tôi là người ngoài đúng hay không? Được. Tôi không coi anh là người ngoài, thì coi anh là người mình chứ. Không phải, tôi bảo cô này. Tôi được rồi, đủ rồi. Hai người đừng cãi nhau nữa. Để tình anh đối xử tốt với chị Lị. Tôi cho anh biết một bí mật cấp cao. Nhà chúng tôi cuối tuần này có tiệc. Một mặt là chúc mừng tôi mang thai, mặt khác là tạm biệt chị Lị. Anh có đến hay không? Tiệc nhà của hai người, tôi là người ngoài mà đúng không? Còn làm cao gì chứ? Đến hay không tùy anh thôi. Chị Lị à, nói cho cẩn thận. Tiểu Trương à, tôi bảo anh này, chị Lị người ta không nỡ nói với anh, sợ anh đau lòng, buồn bã như bây giờ đó. Thực ra bữa tiệc này do chị Lị chủ chi đấy. Chị ấy tính trước 5 người, có cả anh đấy. Đến đây không tùy anh đấy. Chị đã thế rồi. Lạp lạp cũng đã nói vậy rồi, thì tôi đi vậy. Tôi đi. Lily à, tôi đi. Đảm bảo sẽ đi. Mẹ con về rồi. Ừ. Về rồi sao? Mẹ làm gì thế? Nhìn đi, thế nào? Màu sắc rực rỡ chưa? Mẹ, mẹ mua nhiều nồi thế. Ở đâu ra vậy? Chỗ này mẹ mất cả một khoản lớn đấy. Mẹ mua sao? Đương nhiên, Lạp Lạp thích ăn món Tây. Mẹ định dùng mấy cái nồi này, màu mè sặc sỡ này, làm đủ các món Tây cho Lạp Lạp ăn đó mà. Lạp Lạp ăn ngon, cháu mẹ mới vui. Lạp Lạp khỏe thì mẹ sẽ khỏe. Cảm ơn mẹ. Dì Nguyên của con nói, ăn trứng ngỗng phòng bệnh vàng da, ăn việc quốc bổ mắt, ăn gan dê bổ thận. Cho nên con lập tài khoản cho mẹ đi. Mẹ muốn làm chuyên gia mua hàng online.
Làm gì có ai mua thực phẩm tươi sống ở trên mạng, còn vượt đường biển nữa, nhiều quá. Anh không hiểu rồi, bây giờ mua hàng trên mạng đáng tin lắm. Để em lập cho, con không được. Mỗi ngày ở công ty con đều phải nhìn máy tính, về nhà không được động vào máy nữa. Để mẹ nói cho chị con nghe. Mua nhiều quá, thế trận đáng sợ thật. Miệt quốc gan dê. Mẹ, mua cái gì thế? Gì cơ? Bảo con dạy mẹ lập tài khoản hả? Thôi bỏ đi, con mua giúp cho mẹ thì hơn. Nhất định phải mua loại tốt nhất, đắt nhất, mua cho cháu trai lớn của mẹ. Cuối tuần có tiền con sẽ đem qua luôn, rồi thanh toán cho mẹ luôn nha. Gì cơ? Tại sao con phải bỏ tiền chứ? Vì con là bác hả? Được rồi, con biết rồi. Bây giờ trong lòng của mẹ chỉ có đứa cháu trai của mẹ mà thôi. Con biết rồi. Được rồi, con cúp máy nha. Tại sao mình phải bỏ tiền chứ? Bắt mình bỏ một đống tiền. Alo, Tiểu Trương. Anh ghi lại đi. Trứng ngỗng, Việt Quốc, gan dê. Anh có biết mua hàng trên Tmall hay không? Anh mua đống này giúp tôi đi. Anh nhớ này, nhất định phải mua hàng tươi nhập khẩu gốc, được vận chuyển tốc hành từ nước ngoài. Cuối tuần nhà chúng tôi có tiệc, anh mang qua luôn nha. Mua cho ai sao? Thì mẹ của tôi mua cho Lạp Lạp. Sao? Không chịu giúp hả? Gì mà nói nhiều quá vậy? Được rồi, coi như là anh biết nghe lời tôi. Được, vậy nhờ anh nhé, bye bye. Mẹ à, hôm nay mẹ mặc sang quá đó. Đẹp quá đi. Có gì mà bất ngờ hả? Chưa từng thấy mẹ mặc đẹp đến bế nguyệt tu qua như này sao? Dạ chưa. Hôm nay mẹ mặc như này không phải là cho mấy đứa coi, mà là cho cháu trai của mẹ một ấn tượng tốt. Nó nhìn kiểu gì được mẹ? Nhìn được hết. Sao con lại đến tay không thế? Đồ mẹ bảo con mua đâu? Đừng có sốt ruột nữa, lát nữa là đến thôi. Đến rồi. Thật ngại quá, tắt đường, đến muộn mất rồi, xin lỗi cả nhà nha. Ngồi đi. Cháu đặc biệt mua cho cô Jessica đấy. Việt Quốc nhập khẩu để ngăn mát, gan dê để ngăn đá. Còn có một quả trứng ngỗng để ăn luôn. Được đấy, con thông minh nhỉ. Mẹ bảo con mua thì con để người ta mua, như nhau thôi. Chuyển phát mà người mà. Lạp Lạp, mẹ tặng cho con nè. Trứng ngỗng phòng bệnh vàng da, gan dê bổ thận, Việt Quốc tốt cho mắt. Về mẹ sẽ làm cho con ăn. Con cảm ơn. Cũng được lắm. Được rồi, hôm nay mẹ vô cùng vui, cho nên mẹ mới mời bốn đứa đến đây. Đến nơi sang trọng như này, mẹ mời mấy đứa ăn. Thế sao được? Có gì mà không được? Còn bớt diễn đi, mẹ mời đấy. Mẹ mời đó. Nào. Menu đây ạ. Được rồi, cảm ơn. Mẹ cho Lạp Lạp gọi riêng. Mẹ gọi gì con ăn đó đi. Nhiệt liệt chúc mừng Lạp Lạp mang thai, nói giỏi thông đường cho nhà họ Vương chúng ta. Cạn ly. Nào cạn ly. Cạn ly, chúc mừng. Cảm ơn, bây giờ em lại hàng nhập khẩu đấy. Cảm ơn Lạp Lạp, không có gì đâu mẹ. Ông xã, cảm ơn anh. Sến quá. Nào, ăn đi. Con không ăn thịt được đâu, nhất định phải bổ sung protein. Quấy ăn phần của con, ăn phần con này. Con thái theo cho nó đi. Mẹ thiên vị quá đấy. Mẹ ơi, nhiều quá. Không nhiều, rau xanh. Ăn đi. Rau chân vịt, nhất định phải ăn rau chân vịt. Rau chân vịt, nhất định phải ăn rau chân vịt. Rau chân vịt bổ sung sắt. Chỗ này, không biết tại sao dạo này cứ hay đau đầu. Lạ thật đấy. Anh đừng nói với mẹ đấy. Mẹ mà biết là nói em hay xem máy tính rồi đập máy tính của em thì chết. Cũng có thể lắm. Bây giờ em là mạng của mẹ. Em mà có chút khó chịu nào thì mẹ sẽ rất lo lắng cho em. Nhìn mẹ quan tâm săn sóc cho em như thế, anh ghen rồi chứ gì. Anh ghen gì chứ? Anh còn vui không kịp nữa là. Nhìn em và mẹ như bây giờ, anh cũng nhẹ nhõm phần nào.
Giống gì anh còn lo quan hệ mẹ chồng nàng dâu với em và mẹ càng ngày càng căng thẳng. Bây giờ tốt hơn rất nhiều. Em không biết bị kẹp với em và mẹ, đôi lúc anh thật sự rất khó xử. May mà bây giờ chúng ta có con rồi. Ranh kia, sao lại đến muộn thế? Ranh kia, giống anh chứ sao nữa. Gì cơ? Em thấy hai chúng ta cũng rất tốt. Thế giới hai người, không có con cũng chẳng sao. Nhưng mà kết quả sau khi có con, em lại thấy không phải như vậy. Có con cảm giác khác lắm. Đó là hạnh phúc chúng ta chưa từng nghĩ đến. Với lại anh xem, mẹ chồng thương em, ông xã cũng thương em. Em được hạnh phúc ôm trọn mà. Tốt thật. Bây giờ em càng lúc càng giống phụ nữ rồi. Em luôn thế mà. Mẹ, con đi làm đi. Dừng. Khoan đã. Dừng. Tiểu Vĩ, thứ nhất, lái xe chậm thôi. Thứ hai, mẹ có hầm canh gà cho Lạp Lạp, buổi trưa nhớ về ăn, đem canh cho Lạp Lạp luôn. Không cần đâu mẹ, cơm nhà ăn chỗ chúng con tốt lắm. Cơm nhà ăn của các con chắc chắn không còn bằng mẹ làm đâu. Dân. Lạp Lạp, mẹ nghĩ rồi, mẹ thấy dinh dưỡng của con hai bữa sáng tối thôi là không đủ đâu. Không đủ, cháu trai của mẹ sẽ đói đấy, cho nên phải ăn thêm bữa trưa, đừng có quên trưa về ăn nha. Đi. Dân, vậy thì chúng con đi đây. Hay là trước khi đi, ăn thêm bát canh dê đi. Anh Đại Dĩ à, sao đơn hàng của chúng ta lại ít ỏi thế này? Chúng ta khó khăn lắm mới mở rộng được thị trường. Trên thị trường đột nhiên tràn ra một loạt phần mềm ăn theo. Chất lượng kém, không ai bảo vệ thì thôi. Nhưng mà giá của họ lại thấp, các công ty khác thấy giá thấp liền chuyển sang đặt hàng bên họ. Chúng ta vất vả nghiên cứu phát triển sản phẩm nửa năm trời, bây giờ đều uổng phí hết rồi. Cậu nhất định phải nhấn mạnh với khách hàng của chúng ta, giá chúng ta cung cấp là giá trị kèm thêm và dịch vụ sau bán, và có thể cung cấp cho công ty đối phương lợi ích tối đa. Cậu phải nhiều lần nhấn mạnh chuyện này. Sếp Dương, giám đốc Trương ở Thẩm Quyến vừa gửi tin nói không định ký thêm 6 tháng cuối năm với chúng ta nữa. Sếp Dương, bên Tô Châu muốn cân nhắc lại việc hợp tác với chúng ta. Sếp Dương, bên Hồng Kông muốn định giá lại. Xin chào giám đốc Đổng. Anh nghe tôi nói là thế này, phần mềm của họ đều là hàng nhái, hoàn toàn khác với chúng tôi. Không, anh nghe tôi nói đã. Giám đốc Đổng bên Quảng Châu cũng muốn quỷ đơn. Alo mẹ. Không, con đang hợp mẹ. Mẹ đã bắt đầu đổ canh vào rồi, con không rảnh thật mà. Nói sao mẹ nhé. Dương Dĩ, con chẳng có giữ chữ tín với mẹ. Kiểu gì không biết. Cháu trai yêu quý của bà, đừng sốt ruột nhé. Không có gì làm khó được bà nội đâu. Bà đích thân xuất quân. Xin chào. Chào cậu chàng trai. Cô đi đâu vậy? Tôi đến Lăng Khâu sổ hô đường Kim Dung. Đó là khu thương mại cao cấp. Tất nhiên rồi, con gái và con dâu của tôi đều là sếp ở đó đó. Con dâu của tôi đang mang thai, tôi mang canh đến cho nó. Xin chào. Chào cô ạ. À, tôi muốn tìm quản lý Đỗ phòng dân sự, Đỗ Lạp Lạp. Cô đăng ký ở đây ạ. À? Được. Được rồi, cảm ơn. Đây là thẻ ra vào của cô ạ. À.
Điều hòa chỗ các cô lúc nào cũng lạnh như đây sao? Phòng nhân sự ở tầng 3, thang máy ở bên đây à? Được, cảm ơn cô, không có gì à? Quên lấy thảm lông cho Lạp Lạp rồi. Chị Lạp Lạp, bà báo cáo này rất quan trọng. Bữa trưa là chị ca say gần dùng đồ. Đến bây giờ ngay cả bản biểu chị cũng chưa làm xong. Đến lúc đó không đập lên được thì lỗi của chị hay là lỗi của em đây? Không thấy tôi đang làm hay sao? Đợi tôi ăn xong rồi làm tiếp. Ăn. Chị đừng có ăn nữa. Chị còn tâm trạng mà ăn hay sao? Báo cáo này rất quan trọng. Bây giờ em cũng đang đói đây này. Chị mau làm cho xong đi. Làm xong rồi hắn ăn. Mẹ. Sao mẹ tới đây vậy mẹ? Cô gái. Cô là ai vậy? Sao vừa nãy tôi nghe thấy cái gì mà không cần ăn, không được ăn? Sao có thể không ăn chứ hả? Cô là ai vậy? Liên quan gì tới cô chứ? Cô đừng có quan tâm tôi là ai. Tôi hỏi bây giờ là mấy giờ? Có phải là đến giờ ăn rồi hay không? Chuyện này không liên quan đến việc ăn uống. Đến giờ ăn thì nó phải ăn chứ. Bây giờ cô không hiểu tình hình. Cháu đang làm báo cáo. Cháu muốn biết cô là ai mà nhiều chuyện như vậy. Tôi biết mấy người đang làm báo cáo. Cô biết không? Bây giờ việc ăn uống vô cùng quan trọng. Bây giờ không phải một mình nó ăn, mà là hai người ăn đó. Cháu biết. Nhưng cháu chỉ muốn biết cô là ai thôi. Cô đến đây làm gì? Chuyện này có liên quan gì đến cô sao? Tôi tên là Lục Ái Hoa, là mẹ chồng của Đỗ Lạp Lạp. Cô à, cô ngồi một lát đi. Chúng cháu làm việc ở đây, chúng cháu phải nộp báo cáo. Bây giờ không phải lúc ăn. Báo cáo này của chúng cháu thực sự rất quan trọng. Cô gái, tôi không muốn cản trở công việc của cô. Bây giờ cô đã cản trở công việc của chúng cháu rồi. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, bây giờ Đỗ Lạp Lạp nhất định phải ăn. Nó còn phải ăn canh nữa. Chị ấy mà ăn thì cũng phải làm xong báo cáo thì mới ăn được. Không được, nhất định phải ăn. Cơm thì lát nữa có thể ăn, nhưng báo cáo thì nhất định phải nộp. Bây giờ phải nộp báo cáo, cãi cọ gì thế, ầm ĩ gì vậy? Cô à, sao cô lại đến đây? Chị ca say, bảo báo cáo chị cần, chị Lạp Lạp chưa đưa cho em. Chị ấy không đưa cho em, em không thể đưa cho chị được. Bây giờ chị ấy còn lại ăn uống nữa. Bảo báo cáo này thật sự rất quan trọng, phải làm sao đây? Tôi biết rồi, đi đi. Thiến Thiến. Giám đốc. Em là sếp. Vậy cô hỏi sếp, trong giờ ăn thì quan trọng hay công việc quan trọng đây? Ăn à? Ngon quá mẹ. Tay nghề của mẹ tiến bộ rồi. Ngang với cả nhà hàng Michelin luôn. Canh táo tàu, long giảng. Còn có gân dĩ nữa. Cảm ơn mẹ. Thiến Thiến. Lạp Lạp cũng không uống hết được. Em làm một bát đi. Không cần đâu. Bây giờ cô ấy là quốc bảo mà. Chúng ta là người một nhà. Em phải quan tâm đến Lạp Lạp nhiều hơn đó. Không để cho cô bé kia bắt nạt nó như vậy nữa. Thưa cô, thật ra cô ấy làm thế cũng là vì công việc thôi. Tất nhiên cô biết. Đương nhiên công việc quan trọng, chứ bây giờ Lạp Lạp khác rồi. Mẹ mẹ, là thế này. Thật ra giám đốc thông thường đều rất quan tâm tới con. Mẹ xem, cô ấy đặc biệt bố trí cho con chỗ ngồi như kia. Chỗ đấy gần máy in, nên muốn in đứng gì đều rất thuận tiện. Thiến Thiến, em sắp xếp như này tốt lắm, để Lạp Lạp bớt phải đi xa. Nhưng mà em đã quên một điều rất quan trọng. Máy in có bức xạ, có bức xạ là không được đâu. Không được, khoảng cách này không được. Rất ảnh hưởng. Cũng may không ngồi ở đây. Ngồi ở đây càng nguy hiểm hơn. Cô gái ở đây không có thai chứ. Mẹ, phải đổi, nhất định phải đổi. Giám đốc nói rồi, đổi, sẽ đổi mẹ à. Thiến Thiến, đổi được chứ. Dạ được. Tốt quá rồi. Mẹ chọn một chỗ cho con. Ở đây. Chính là ở đây. Rộng rãi, thoáng mát, ít người. Tia tử ngoại bổ sung canxi, tránh xa bức xạ. Ở đây đi Thiến Thiến. Dạ thưa cô, chỗ này đã có người ngồi rồi. Em là không được. Em là giám đốc. Em là một giám đốc. Chút chuyện này mà không giải quyết được thì khác nào hữu danh vô thực. Lạp Lạp. Mẹ, Thiến Thiến đồng ý rồi. Đổi con đến đó ngồi. Chỗ mẹ chọn đấy. Rộng rãi, thoáng khí, tia tử ngoại bổ sung canxi, tránh xa bức xạ. Giám đốc à, có được không vậy? Giám đốc nói rồi, con mau ăn đi. Ăn xong thì chuyển. Ăn xong chuyển luôn hay sao? Vậy được, con ăn xong rồi chuyển luôn. Sao có thể để cho con chuyển được? Mẹ,
và Thiến Thiến chuyển cho con. Thiến Thiến, chuyển, bây giờ chuyển luôn ạ. Em làm đi. Xong rồi, lạp lạp lại đây đi. Lại đây đi con. Được thật đấy. Hoạt Bảo, à không, Quốc Bảo, mời chị. Lạp lạp, cảm ơn. Chỗ này góc nhìn rất tốt, mẹ vô cùng hài lòng đó. Được rồi lạp lạp, con cứ yên tâm làm việc ở đây đi. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn giám đốc. Chị hết sáu rồi. Thiên Thiến, đó có phải là điều hòa không? Dân à, phản ánh với sếp các em đi, nhiệt độ điều hòa thấp quá. Thứ nhất không bảo vệ môi trường, lãng phí điện. Thứ hai không tốt cho thai phụ, sẽ bị cảm đấy. Vừa nãy ở dưới sảnh cô cống người luôn. Thưa cô, em là giám đốc nhân sự, chuyện điều hòa không thuộc quyền quản lý của em. Em phản ánh lên trên thôi mà. Lạp lạp, sau này có nhu cầu gì, có gì bất bình hay là gì đó, mẹ có thể đến thường xuyên. Mẹ, con đâu thể làm phiền mẹ suốt như vậy được. Mà hơn nữa, đây là công ty, chỗ làm việc, mẹ đến suốt cũng không hay đâu. Con đừng có nói công ty gì ở đây, cách hoạt động của công ty mẹ rõ lắm. Con đừng quên, ba chúng ta là một hội mà. Chúng ta phải đoàn kết lại, cùng nhau đối đầu với kẻ địch bên ngoài. Chỉ cần sếp lớn của các con không gây phiền phức gì cho con, thì con còn sợ cái gì? Có Thiến Thiến ở đây mà, đúng vậy. Mẹ nói đúng quá. Sau này mẹ thích thì cứ thường xuyên đến đây. Con tiễn mẹ. Không không, không được rồi. Cô làm phiền em rồi Thiến Thiến. Hơn nữa, nơi này không phải cái gì chúng ta cũng quyết được. Phải rồi, cô cũng biết cơ à. À không, em tiễn cô nha. Làm việc đi, Thiến Thiến tiễn mẹ. Mẹ đi thông thả à. Mẹ đi đây. Mẹ hãy đến vào nhé. Thiến Thiến, em là cấp trên của Lạp Lạp, em phải quan tâm chăm sóc cho nó. Em xem, bây giờ nó mang thai rồi, cho nên lần sau tốt nhất là em giao cho nó việc gì nhẹ nhàng thôi, không cần động não, tốt nhất là ngồi chơi cả ngày ấy để bảo vệ thai nhi. Thưa cô, dù gì đây cũng là công ty mà, khiêm tốn rồi. Cô lại không biết năng lực của em sao? Em có cách tốt với một người, em cũng có cách để không tốt với một người, như là cái cô vừa nãy. An Vi Vi, em phải quản lý lại cô ta đó. Cô ta không biết quan hệ với em và Lạp Lạp sao? Cô ơi, em biết rồi, cô đừng lo lắng. Sau này có chuyện gì cô cứ gọi cho em. Có gì nói trong điện thoại, không cần đến đây đâu cô. Được rồi, được rồi. Em lên đi, lên đi, lên đi. Dân ạ, em chào cô, bye bye, bye bye. Khoảng 5 phút. Phải rồi, bảo Simon và Mai. Anh đợi một lát. Tiểu Trần, cô à, sao cô lại ở đây? Tôi mang canh gà đến cho Lạp Lạp, nó có thai rồi. Cô mang lên rồi hay sao? Mang lên rồi. Cô đối tốt với Lạp Lạp quá. Tiểu Trần, tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu đó. Cậu và Lì Lì nhà tôi sao lại không thành đôi vậy? Thật ra tôi rất trông chờ vào hai đứa. Đâu có, cháu đình Lì Lì thật ra không phải như vậy đâu. Chúng cháu là bạn tốt thôi. Trước giờ vẫn như vậy mà. Chắc là cô hiểu lầm rồi. Cháu gọi xe cho cô nha. Không cần, không cần, tôi tự đi. Để tôi tự đi. Dân dân, cháu còn có cuộc họp, cháu đi trước đây. Cô làm việc đi, cứ làm việc. Dân tạm biệt cô. Tôi vẫn luôn muốn xin cách thức liên lạc với cậu, nhưng mà Lì Lì chẳng chịu cho tôi. Chúng ta quét mã nhau đi. Cô à, thế này đi, cháu gửi cô tấm danh thiếp, trên này có tất cả cách thức liên lạc với cháu, như điện thoại hay email đều có. Được rồi, được rồi, vậy cũng được. Được, Dân à, vậy cháu không tiễn cô nữa. Cháu còn vội dự họp, cậu đi làm đi. Được rồi, vậy cô đi cẩn thận nha. Tạm biệt, tạm biệt. Chân dài, người cao quá. Anh đại dĩ, anh đại dĩ à, thế nào, có thành công hay không? Thất tính như vậy sao? Đã ký hợp đồng rồi mà còn quỷ đặt. Bắt anh ta bồi thường đi.
Cậu nghĩ là anh ta sẽ bồi thường sao? Cùng lắm là kiện anh ta. Đối phó với những kẻ không ra gì, cuối cùng nhất định phải dùng đến quy trình pháp luật để trừng phạt họ. Nhưng mà nếu như kiện thì mất quá nhiều thời gian, nước xa không cứu được nửa gần. Điều tôi lo bây giờ là phòng nghiên cứu phát triển phải làm sao đây? Tình hình thật sự rất cấp bách. Phần mềm của chúng ta được phát triển trong một thời gian dài rồi. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Cậu đã tính tháng này chúng ta cần bao nhiêu đơn hàng thì mới vượt qua được chưa? Em có tính qua, cần khoảng đơn hàng 20.000 tệ. Nhưng bạn đại dĩ à, hình như có công ty giúp được chúng ta đó. Giám đốc Mã của tập đoàn Đức Nhuận. Nhưng mà lần trước anh cho anh ấy leo cây, anh ấy đã nói rõ sẽ không bao giờ hợp tác với công ty chúng ta nữa. Khó đến mấy cũng phải thử thôi. Anh đại dĩ, anh định gọi cho anh ấy thật sao? Cậu có số của anh ấy không? Gọi cho anh ấy đi. Alo, giám đốc Mã, chào anh. Tôi là Dương Dĩ của WeChain. Thật ngại quá. Lần trước là tôi có việc thật. Dạo này anh có rảnh hay không? Hay là chúng ta hẹn gặp nhau đi? Tất nhiên rồi. Tôi vô cùng mong chờ được hợp tác với quý công ty. Dù gì chúng tôi có thể cung cấp cho. Dạ được, không vấn đề gì hết. Được, nhất định rồi. Cảm ơn. Anh đại dĩ, hẹn được rồi sao? Thế nào, dạo này có khỏe không? Khỏe lắm. Em thì sao nhóc con? Em khỏe lắm. Mỗi ngày em đều sống rất phong phú. Em học lái xe, học ngoại ngữ. Em ngủ sớm, dậy sớm. Đồng hồ sinh học của em vô cùng có quy luật. Đúng là nhìn sắc mặt của em dạo này tốt hơn được trước rất nhiều đó. Thật sao ạ? Em không cần chịu đựng cơn thịnh nộ của ca say, đương nhiên sắc mặt phải tốt rồi. Có điều đôi lúc ở nhà phải chịu cơn giận của Lục Bảo Cường, phiền lắm. Chị nghe anh đại diện của em nói, Lục Bảo Cường nói em thường bắt nạt cậu ấy. Hai đứa tính trẻ con. Ai trẻ con với anh ấy chứ? Được rồi, kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Đừng nhắc tới anh ấy nữa. Em chúc mừng chị trước, sắp làm mẹ rồi. Đúng không? Ôm một cái. Ôm nào. Chuyện vui như vậy thì để chị mời bữa hôm nay cho. Tất nhiên rồi. Nào, lễ diễn viên nhỉ. Cảm ơn bà mẹ tương lai nào. Được, bà mẹ tương lai, cạn ly. Cô ơi, đây là điện thoại của cô. Cô giữ để quên ở nhà vệ sinh đó. Là của tôi, cảm ơn. Không có gì. Chị Lập Lạp, sao vậy? Không sao chứ? Không sao. Không sao. Chị gọi điện một chút. Anh đại dĩ, đã 8 giờ rồi. Chẳng thấy bóng dáng của giám đốc Mã đâu. Hay là em gọi điện giục nha. Không cần đâu. Alo, Lạp Lạp à? Alo ông xã, có chuyện gì sao? Nếu không có thì anh đang bận lắm, anh gọi lại cho em sau được không?
Chị Lạp Lạp, chị Lạp Lạp, xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì đâu, không có gì, ăn đi. Chị sao vậy? Có phải chị thấy không khỏe trong người không? Ừ, chị hơi đau dạ dày một chút. Không sao đâu, hay là em đưa chị về nha. Không cần đâu, không cần thật mà. Nào em ngồi đi, không sao đâu. Nếu chị không khỏe thật thì chị đi trước đi. Chị uống chút nước nóng là ổn rồi. Lát nữa khỏe ngay ấy mà. Lạp Lạp. Mẹ, con về rồi sao? Con về rồi. Lại đây con đến xem đây. Con xem thành quả của mẹ đây. Buổi chiều mẹ mới may xong tay áo. Bây giờ mẹ may tay áo thứ hai. Mẹ nghĩ cháu trai của mẹ da trắng trẻo, mặc màu này vào là không gì bằng. Đương nhiên nếu là một bé gái thì cũng không sao. Bên này và bên này, mỗi bên mẹ thêu thêm một bông hoa, vậy là được giải quyết. Con sao vậy? Dạ không có gì đâu. Mẹ may đẹp quá. Con, à con, vậy con gót hơi tê chân, con lên thay dép đi. Mau đi đi, lên đi lên đi, nghỉ ngơi sớm nhé. Mẹ yên tâm đi. Mau đến đây, cháu mau đến đi. Không sao, sau này có cơ hội thì lại hợp tác. Được chứ? Cảm ơn. Đại Dĩ à, bây giờ đã là 10 giờ tối rồi, chắc giám đốc Mã. Bà xã, em sao vậy? Em ngồi như thế này làm gì chứ? Em sao vậy? Em... chắc là em không mang thai. Tại sao vậy? Sao lại như vậy chứ? Vừa nãy em... lúc em ra nhà vệ sinh, em thấy máu đỏ. Ông xã, trường hợp này một là xảy thai,
Hai là đến kỳ kinh nguyệt. Nếu là đến ngày thì nghĩa là không mang thai rồi. Bây giờ em có thấy không khỏe ở đâu không? Dạ không. Em đừng căng thẳng nữa. Thời gian đầu mang thai cũng có thể do sức khỏe người mẹ không ổn định, cho nên là có tình trạng xuất huyết. Hay là thế này đi, anh dẫn em đến bệnh viện kiểm tra. Nếu mà mẹ biết thì em biết ăn nói sao với mẹ đây? Lỡ như là thật thì sao? Dù không mang thai thì cũng đâu có sao. Em cứ nói với mẹ là được. Vấn đề là sức khỏe của em mới là quan trọng hơn. Đi thôi, anh dẫn em đến bệnh viện kiểm tra nha. Dạ được. Em đi thay áo đi. Nhìn kết quả chẩn đoán thì vợ của anh không mang thai. Trường hợp của cô là do tử cung lạnh nên khó mang thai. Điều trị viêm màng tử cung mất một khoảng thời gian. Hai người vẫn còn trẻ, tháng ngày còn dài rồi sẽ có con thôi. Cho dù mang thai thì xác suất sảy thai cũng cao hơn người bình thường. Bệnh nhân nhất định phải phối hợp điều trị, thả lỏng tâm lý. Cô muốn có thai lâu lắm rồi đúng không? Về mặt lâm sàng thì quả thực tồn tại chứng bệnh này là vì bệnh nhân quá mong muốn sinh con, cho nên hình thành hiện tượng mang thai giả. Áp lực quá lớn, mong ngóng mang thai là nguyên nhân tâm lý chính.